Làm sao biết nó cùng phương hay không? Em coi nó có tỷ lệ không? Coi nó chúng có tỷ lệ với nhau không? Ví dụ em nhìn cặp XY cái nha. 2 chia trừ 4 là mấy? 2 chia trừ 4 là trừ 1 phần 2. Trừ 1 chia cho 2, trừ 1 phần 2. Có tỷ lệ không? Có. Như vậy hai thằng này cùng hướng hay ngược hướng? Hả? Ngược. Ngược hướng. Tỷ lệ âm thì là ngược hướng, tỷ lệ dương thì cùng hướng. X với Y ngược hướng nhưng mà sẽ cùng phương. Bài này không hỏi ngược hướng, cùng hướng. Tức là X với Y cùng phương. Đúng không? Vậy là câu B. Mấy em có gì khó hiểu không? Muốn biết nó cùng phương hay không lập tỷ lệ. Nếu nó có cùng tỷ lệ dương thì cùng phương cùng hướng. Có cùng tỷ lệ âm, cùng phương ngược hướng.